Lưu ý khi sinh mổ lần hai. Thực tế cho thấy, vết sẹo mổ ở vùng bụng rất dễ bị tổn thương trong khi diễn ra quá trình sinh nở tiếp theo. Chính vì vậy, nếu mẹ muốn sinh mổ cho lần thứ hai thì phải đợi một thời gian để vết sẹo lành lại hoàn toàn. Các bác sĩ thường khuyên thời gian sinh mổ lần hai nên cách khoảng ít nhất 2 năm kể từ khi sinh mổ lần đầu. Thời gian này đủ để mẹ phục hồi hoàn toàn vết mổ và cũng là thời điểm tốt nhất để đảm bảo cho sự phát triển của bé và sự an toàn của mẹ. Nếu thời gian giữa hai lần sinh là dưới 6 tháng thì khả năng tổn thương vết sẹo mổ của mẹ sẽ rất cao vì lúc này vết sẹo vẫn chưa hoàn toàn liền lại. Và nếu thời gian sinh mổ giữa lần đầu tiên và lần thứ hai là dưới 18 tháng thì khả năng vết sẹo bị tổn thương sẽ cao gấp 3 lần so với những lần đẻ mổ sau khoảng thời gian này. Đồng thời, khi khoảng thời gian sinh mổ lần 2 cách lần 1 quá ngắn thì dễ dẫn đến những biến chứng trong thai kỳ như hiện tượng nhau thai cài răng ngược, tăng nguy cơ phải cắt bỏ tử cung sau sinh. Sinh mổ lần 2 có đau không? Sinh mổ lần 2 có đau hơn lần 1 hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Theo quy trình mổ thì sản phụ sẽ được gây tê tủy sống để không có cảm giác đau đớn và nó có tác dụng trong khoảng vài tiếng. Sau khi hết thuốc tê, cảm giác đau ở mỗi mẹ bầu sẽ khác nhau và trong trường hợp mẹ cảm thấy đau nhức, không thoải mái thì bác sĩ sẽ kê thuốc giảm đau cho sản phụ. Và để sinh mổ lần 2 trở nên nhẹ nhàng hơn, các mẹ hãy giữ tinh thần thoải mái và chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn mang thai của mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thai nhi. Chính vì vậy, những món canh tốt cho bà bầu với tác dụng an thai giải nhiệt sẽ giúp thai nhi luôn khỏe mạnh cho đến khi chào đời. Sinh mổ lần 2 nên sinh ở tuần bao nhiêu? Điều đầu tiên, các mẹ cần nhớ rằng thời điểm sinh mổ trong lần mang thai thứ hai sẽ phụ thuộc rất lớn vào tình trạng sức khỏe của mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi trong bụng. Với mỗi trường hợp cụ thể, các bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên về thời điểm sinh mổ lần 2 khác nhau, sao cho đảm bảo an toàn và tốt nhất cho cả hai mẹ con. Trong trường hợp sức khỏe của người mẹ tốt, không có các triệu chứng bất thường trong suốt thai kỳ thì có thể sinh lần 2 khi thai được 39 tuần tuổi. Đây là thời điểm tốt nhất để em bé phát triển tối đa và cơ thể mẹ vẫn có thể đáp ứng được. Sinh mổ lần 2 cần chuẩn bị những gì? Nếu lỡ mang bầu lần 2 trước 24 tháng, các chị phải đi kiểm tra ngay để bác sĩ xác định xem cơ thể có đủ để mang thai hay không. Kiểm tra tình trạng của vết mổ lần đầu. Khác với lần đầu tiên, siêu âm khi mang thai lần 2 không chỉ đơn giản để kiểm tra sức khỏe thai nhi mà còn để kiểm tra tình trạng vết mổ cũ của mẹ bầu. Trong khi đi khám, mẹ bầu cần cung cấp cho bác sĩ đầy đủ thông tin về lần sinh trước như thời gian mổ, lý do mổ, thời gian phục hồi, biến chứng sau sinh. Cẩn trọng với những dấu hiệu bất thường. Tuy rất hiếm khi xảy ra, nhưng vẫn không ít trường hợp các vết mổ lần đầu bị nứt trong khi mang thai lần thứ hai. Đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng của mẹ. Chính vì vậy, bà bầu phải thường xuyên theo dõi vết mổ cũ. Nếu xuất hiện những cơn đau, màu sắc bất thường, mẹ phải báo ngay cho bác sĩ. Chọn bác sĩ mổ có chuyên môn tốt. Sinh mổ lần 2 không đơn giản như lần 1. Bác sĩ mổ đẻ lần 2 phải là người có chuyên môn tốt để kịp thời xử lý những vấn đề bất thường xảy ra.